nay thầy chồng mình tới nhà của anh Hoàng nha. Đó thì anh Hoàng đãi cho mình nguyên cái mâm rau ổ lộn nguyên một cái. Không, cái gói mà đừng nói em không sao hết. Thì rau với mắm băng chung mà không có cậy đâu hết. Thì hôm nay mời mọi người cùng theo chân em lên Đồng Tháp nha mọi người. Thì mọi người có biết em đi đâu không? Thì ở trên đầu clip mọi người cũng đã thấy đó. Thì em lên nhóm Tem Nhai TV. Và sau đó tụi em ghé nhà của anh diễn viên Quy Hoàng nha mọi người. Thì trước tiên ghé nhà anh Quy Hoàng á, thì tụi em cùng nhau đi vô nhà của chị Kim Chi để làm một vài clip làm kỷ niệm nha mọi người. Cái đường vô nhà của chị Kim Chi nhìn nó đẹp sao á mọi người. Em cảm giác nó thích sao á, nó đã gì đâu á. Rồi thì đi vòng vòng hồi cũng đã tới nhà của chị Chi nha mọi người. Nhà chị Chi rộng lắm, 3-4 căn luôn, mặc sức mà diễn luôn. Thì trước khi làm clip á thì mấy anh em cũng có chuẩn bị một số đạo cụ. Nói đạo cụ vậy thôi chứ đâu là nồi măng nè, rồi thịt vịt kho mặn nè. Nói chung là căn nhà lá vườn thì có gì chơi nấy nha mọi người. Thì có cái gì đem ra là diễn hết trơn luôn. Con phải lễ, tao là ba của con không nha. Con thấy mẹ gì hết là vậy đi cho dễ xử. Vô đây rồi là đứa nào cũng như đứa đó. Bây giờ rồi thì cái khúc này là anh Huy Hoàng với bên Tem Nhai đang quay nha mọi người. Thì quay sau mọi người cùng nhau ăn cơm nha. Thì cơm này được anh Tâm bên nhóm Tem Nhai TV mua cho mỗi người một hộp nha mọi người. Thì đâu đó cũng mười mười mấy hộp đó, tại bên em cũng hết 5-6 người rồi. Thì ngoài hai chồng em cũng còn có nhỏ em của Thắm với Linh, bạn của em, rồi thêm tài xế hết 5 người rồi. Bên nhóm Tem Nhai thì cũng 6-7 người nữa, cũng ra mười mấy người. Thì sau khi ăn cơm xong thì anh em cũng quay lại với công việc, tranh thủ làm sớm sớm để còn ghé nhà anh Huy Hoàng chơi nha mọi người. Thì sớm anh Hoàng có rủ là chiều chiều ghé nhà anh chơi một lúc nha. Thì nói chung á thì tranh thủ cả mấy cũng tới 5 giờ mới ghé được nhà anh Huy Hoàng nha mọi người. Thì mới vừa tới nhà anh Huy Hoàng thì cô ra cô bầu mẹ con của em liền nha mọi người. Cô nói cô phái em bé lắm nha mọi người. Thì đứa này đứa nhỏ của em mà thêm cái bú mẹ nữa cho nên phải đi theo em mới được. Bởi vì cho nên cũng hơi cực lắm nha mọi người. Thì vô tới nhà thì chị Thơm nè, chị Thơm bắt đầu mặn mực rồi chia nhau ngựn khâu, rồi em với mấy đứa em lặt rau, rồi anh Huy Hoàng cũng lặt rau. Thì mọi người thấy lặt rau là mọi người biết ăn món gì rồi. Thì hôm nay anh Huy Hoàng có đãi anh em là một món lẩu nha mọi người. Thì lẩu này lẩu mắm nha, đặc sản của miền Tây nha. Thì lẩu mắm phải có cá nè, có mực nè. Thì trong đây thì cha của anh Hoàng bắt đầu chuẩn bị làm cái nước lẩu nha mọi người. Thì cá nè bắt đầu bỏ vô nồi rồi mình quậy lên, xong rồi bắt đầu mình mới lược xác cá bỏ lấy cái nước làm lẩu nha mọi người. Rồi cá mặn xong được bác ướp thêm gia vị nào xả rồi muối đường bột ngọt tùm lum hết trơn. Nói chung em cũng không rành, em chỉ quay cho mọi người thấy vậy thôi. Mà nghe đâu nói là cha của anh Hoàng nấu ăn ngon lắm nha mọi người. Thì thôi giờ đợi cha anh Hoàng nấu rồi mình ăn thử coi sao mọi người. Mà ai làm gì làm cho bà Thắm, tôi có nhiệm vụ mà đơn giản nhất là giữ em. Mà nói đơn giản phải đâu, chứ thật sự giữ em còn khó hơn làm mấy chuyện khác mọi người. Nó khóc rồi nó bò tùm lum chân mệt đủ thứ chân á. Bây giờ anh hỏi hiện nay anh thương em không? Bây giờ anh thật lòng anh thương không? Vô đây ra mắt anh chị cái đi, rồi mai mốt về với ra mắt ba mẹ. Anh làm gì kỳ cục với trời? Sao ban đầu anh nói anh thương em, bây giờ anh làm vậy? Thiệt tình chứ. Giờ là không chịu đúng không? Trời, gặp ông Nhật, ông gặp thằng em nó hiền á, rồi ông chọc hoài mọi người. Làm nhỏ mất cỡ ông chết vậy. Rồi thì bây giờ mình chuẩn bị vô bữa tiệc nha. Thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng, bây giờ mình chuẩn bị mình ăn thôi nha mọi người. Thì hôm nay thầy chồng mình tới nhà của anh Hoàng nha. Đó thì anh Hoàng đãi cho mình nguyên cái mâm rau ổ lộn nguyên một cái nấu mắm luôn. Nói em không sao hết. Thì rau với mắm ăn chung mà không có cậy đâu hết. Thôi mọi người ơi, đại gia đình mình luôn nha. Gọi chung đại gia đình đại lý. Hôm nay thì Hoàng rất là vinh hạnh tiếp team của hai vợ chồng em Tép Trong rồi team Nhây TV là mấy anh em thân nào giờ ha. Thì giờ mọi người sẽ ăn cái món lẩu mắm miền Tây chung với những anh em tụi Hoàng nha. Mời mọi người thưởng thức. Yeah. Rồi thì thôi bây giờ tụi em cũng ăn uống xong một lát rồi tụi em đi về. Tại đường cũng hơi xa, từ Vĩnh Long mà lên Đồng Tháp thì cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ mọi người. Giấc này cũng hơi trễ rồi. Em ăn một miếng rồi uống một ly 2 ly rồi mình giọt nha mọi người. Thì bye mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo nha.